một căn nhà vườn, phải nói là không thể chê được điểm nào hết chị. To, rộng, đẹp, mặt tiền nhìn rất là sáng luôn. Nằm ngay khu dân cư Bàn Cờ, khu sầm uất bậc nhất ở huyện Châu Đức anh chị. Tại vì sao? Tại vì nó liên kề với khu nghiệp lớn nhất ở huyện Châu Đức hiện tại. Nói chung là cũng lâu lắm rồi mới quay một cái bất động sản ở Nghĩa Thành chị ha. Xã Nghĩa Thành là một xã cũng là thuộc huyện Châu Đức thôi, nhưng mà tại nó giáp ranh với lại ngay thành phố Bà Rịa luôn, nên là cái vị trí nó đắt đề lắm anh chị. Nên là thường là giá đây nó cao. Nó cao là gì? Thứ nhất là nó gần ngay Bà Rịa, ngay khu công nghiệp và là khu dân cư Bàn Cờ rất là sầm uất. Nhưng mà hôm nay mình quay một cái bất động sản, mình thấy cái giá nó rất là hợp lý luôn anh chị. Một cái nhà vườn ha, tại khu này đa số là nhà phố mà. Ngôi nhà mình rộng ha, tính ra cả gần cả ngàn mét vuông đó anh chị. Ngay khu dân cư đẹp như thế này, đèn đường, chợ búa, nhà thờ sang sát luôn. Đó, mà lại có một cái nhà vườn gần cả ngàn mét vuông, kỹ biệt thự anh chị ha, nhìn rất là sáng luôn. Đường thì đường bê tông thôi, nhưng mà xe ô tô chúng ta thoải mái. Đấy, cho nên là hôm nay là mình sẽ quay cái nhà vườn này với cái giá là hơn 3 tỷ thôi. Nghe rất hấp dẫn đúng không? Vừa nghỉ dưỡng mà vừa có thể là nói chung là ở như vua luôn đó, đã lắm anh chị. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái biệt thự nhà vườn này ha. Thì đầu tiên là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản và mình sẽ báo giá luôn đi ha. Ở đây á, địa chỉ chính xác là thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó mất khoảng tầm 65 đến 70 cây số đi ha. Ngay sát ranh với thành phố Bà Rịa, mình cách chợ Bà Rịa thì chỉ khoảng tầm 10 cây thôi. Đi Vũng Tàu thì khoảng tầm Vũng Tàu thì biển Vũng Tàu ấy tầm ngoài 30 cây, gần 30 cây. Còn đi biển gần nhất là biển Long Hải ha, chỉ hơn hai mấy cây thôi. Đó. Ở đây mình đi thẳng một mạch luôn, sẽ ra quốc lộ 6 chị nha. Đó. Nhưng mà trước khi ra quốc lộ 6 thì mình sẽ ra ngay trục đường liên xã Suối Nghệ Nghĩa Thành ha. Suối Nghệ Nghĩa Thành thì ra đó liền ra trái thì ra ngay trục đường liên huyện Phước Tân Hòa Bài, là mình đi thẳng một mạch luôn và sẽ ra ngay quốc lộ 1 ha, là ngay phường Phú Mỹ đó chị, ngay thị xã Phú Mỹ luôn. Đó, nên là đi về Phú Chí Minh, đi về cảng Cái Mép, đi mọi thứ ha, đi nói chung là đi đâu cũng tiền hết. Còn ở đây nè, ở đây mình giáp ranh với lại thật ra đất mình đó chị, trên đi hoạch thì nó giáp ranh ngay khu nghiệp luôn ha. Còn khu nghiệp hiện tại nữa đó, ở đây ba lai cao chị thấy là ngay đó luôn ha, đường này thẳng vô khu nghiệp luôn nè, khu nghiệp Châu Đức do tập đoàn Sona Digi sáng lập ra đó chị, khu nghiệp lớn lắm. Cho nên đó lý do vì sao mà cái khu Suối Nghệ với Nghĩa Thành này là khu VIP bậc nhất ở Châu Đức đó anh chị. Đây dân cư san sát luôn chị xem nè. Đó. Nhà cửa san sát luôn ha. Đó. Đây. Chị thấy không? Đường thì có đèn đường đàng hoàng ha, nước máy, camera, nói chung là internet, wifi, những ngã tư là có camera an ninh luôn ha. Khu này thì quá đẹp rồi, anh chị nó thích. Vừa thích nhà vườn mà vừa thích khu dân cư này nọ là tuyệt vời luôn. Mình chạy ra tầm 300 m là ra ngay đầu đường Suối Nghệ Nghĩa Thành là sẽ có chợ ha, chợ nhà thờ, chợ Nghĩa Thành luôn chị ha. Là đó thì đủ mọi loại thể là ăn chơi hết. Nói chung Ba Lai Cam mà chị thấy là khu này nó VIP lắm. Đó. Rồi thì về cái vị trí là không thể chê được rồi. Tiếp theo là cái nhà vườn mình đây. Đó. Nhà vườn mình quay ngày hôm nay nó có tổng diện tích là 917 mét vuông ha. Xuất sắc là gần 1000 mét vuông rồi. Trong đó thì có sẵn là 50 mét thổ cư. Hơi ít đúng không? Nhưng mà anh chị yên tâm, đất mình là quy hoạch phủ hồng, quy hoạch thổ cư toàn bộ, nên là chị mình phải đăng ký thêm lên vài trăm nữa ha, tùy. Đó. Rồi bây giờ là trước khi vô quay chi tiết cái nhà này, mình sẽ báo giá luôn đi nha. Hiện tại là bên phía chủ nhà họ đang mong muốn bán với cái giá là 3 tỷ rưỡi ha. 3 tỷ rưỡi. Thì cái giá này là chưa bao gồm nội thất nha anh chị. Đấy là mình sẽ quay nội thất bên trong luôn. Thì nếu anh chị lấy luôn nội thất luôn, chứ mà lấy tất cả mọi thứ mà mình quay ngày hôm nay thì nó sẽ cộng thêm 200 triệu nữa là 3 tỷ 7. Còn nếu anh chị mình thích mình tự sắm nội thất cho theo ý riêng mình thì trừ ra là 3 tỷ rưỡi. Nói chung là cả hai cái giá này đều có thương lượng, nên chị mình thiện chí thì cứ cân nhắc kỹ, nếu máy phù hợp thì xuống đây ha, xem nhà và gặp chủ mình đàm phán giá nha. Đó. Rồi thì giá cả, thông tin vị trí là chị nắm rõ rồi nha. Bây giờ mình sẽ nói về chi tiết hơn về cái nhà này đây. Cái nhà mình quay ngày hôm nay nó có bề ngang theo mặt đường này đó chị, là được 9,5 m nha anh chị. 9,5 m để mình coi cái hướng luôn nha. Hướng là hướng bắc ha. Hướng chính bắc luôn. Hướng trên bắc, nở hậu ngang theo mặt đường là 9,5 m, nở hậu ra 9,8 m,
tổng chiều dài là được 90 hơn 96 mét ha, vuông vức đẹp. Thật ra cái đất này thì theo mình đánh giá này về cái hình dáng đất á, thì nó không được mặt tiền không được nhiều cho lắm ha. Nếu mặt tiền được tầm 15 mét mà dài cỡ tầm 70 mét thôi thì nó sẽ hoàn hảo hơn khá là nhiều, nhưng mà khi đó chắc là giá nó sẽ cao hơn ha. Thôi mình chấp nhận cái mặt tiền cỡ gần 10 mét là quá đủ rồi. Chị xem nè, 10 mét nhìn cũng hoành tráng chứ nó ít gì đâu đúng không nè. Đó, chủ họ làm cổng nhìn rất là gọi là hoành tráng luôn. Thì con cái mà hai cái góc, hai góc xéo này nè, không có người chăm hả, đáng ra nếu mình làm những tiểu cảnh, tiểu cảnh mà hoa hòe lên đó, chị đắp đầu lên đó, hai bên nè sẽ rất là đẹp ha. Đó. Này cái nhà này mà buổi tối bật đèn lên hết đẹp lắm anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ vô khám phá bên trong ha. Vừa bước vô là nhìn bên góc phải nè, là mình có một cái ốc vú sữa rất là to ha. Đó. Góc to lắm á. Rồi những cái tiểu cảnh sân hoa ha. Bên đây thì không có ốc nào hết, bên đây chỉ còn trồng cây lạc vặt thôi. Nói chung là cái nhà vườn này mình nói luôn là hiện tại là chủ đang gần như là không có chăm sóc trực tiếp nữa. Đó lý do vì sao họ bán luôn đó chị. Nên là nhìn thấy không? Đó, mặc dù nhìn rất là sáng nhưng mà nó bị cây mai chết luôn rồi nè. Đó, hiện tại là đang cho người giúp việc chung quản gia họ giữ vườn, nhưng mà dĩ nhiên là không thể nào mà nó tâm huyết được như chủ nhà ha. Nên là theo mình thấy là nó cũng hơi xuống cấp rồi ha. Cái này nếu anh chị mình về mình tút lại ha, tút lại mặt tiền này là sẽ rất là đẹp. Đặc biệt là nếu mình có thêm một cái sân đậu xe nữa ha. Theo mình quan sát thì thiếu cái chỗ mái che đậu xe. Đó, nhìn nó không được hoàn hảo cho lắm đúng không? Thiết kế thêm một cái sân đậu xe ở bên hông này đi. Đó, thật ra xe hơi khỏi chạy bên hông mình khoảng 2 mét ha. Đó, cái nhà này xây là chừa hai bên nha. Bên kia chừa khoảng nửa thước nè. Bên đây chừa khoảng 2 thước. Thì 2 thước này là mình thấy đậu xe được nè. Đó, đậu khoảng vài chiếc ô tô ha. Làm thêm một cái máy ra nữa cho nó che nắng luôn. Đó. Đây, xây. Đó, có mình có cổng phụ qua đây nè anh chị. Thật ra là đất này là hồi đó cũng có chủ luôn ha. Đó, của nhà chủ luôn á, nhưng mà bây giờ họ bán ở bên đây thôi nên họ có làm cái cổng phụ qua nè. Đó. Riêng tiền xây dựng của nhà này đó anh chị, tại vì cái nhà này á anh chị xem là cái nền móng rất cao nha. Đó, nếu mà đây mình sẽ cho chị xem luôn nè. Riêng cái nhà và cái phần móng này thì nó phải tầm 2 tỷ. Tại vì cái mặt móng thôi đã nửa tỷ rồi. 5 triệu rồi anh chị, tại nó cao lắm. Đó, cái nhà xây rất là to nha. Nè, đi nãy giờ chưa hết cái nhà luôn nè. Đó, mình sẽ quay bên trong nhà sau ha. Đây mình đang quay ở phía ở đây mình có một cái giàn hoa ha, một cái giàn để mình cho leo cây nè. Đó, hết cây, hết leo cây gì thì leo. Đó, hoặc là để đậu xe hơi ha. Đây. Ở phía dưới đây là mình còn một khoảng đất trống nữa ha, tức là chủ họ xây dựng khoảng hơn một nửa ha. Hơn một nửa diện tích. Từ đây. Đó, lên tới mặt đường chính là hơn một nửa diện tích là xây dựng rồi. Đây chị xem nè. Còn một khoảng sân vườn phía sau nữa nha. Đó. Tại đất mình dài mà, dài tính ra gần 100 mét mà. Đó, chị coi nè. Từ đây mà xuống dưới là phải tầm 2 mét nữa nha. Đây. Tại dưới đây nó thấp anh chị. Đó, dưới đây thấp. Nếu mà không đổ tiền vô xây móng cao như vậy là nhà mình thấp chấm à. Đó, nên là chủ họ mới xây đó, chị xem nè. Cao, rất là cao luôn, chị thấy không? Nhìn, nếu mà nhìn từ cái dưới đây là nhìn lên như nhà lầu luôn. Đó, đất bên đây là của chủ luôn nè, nhưng mà họ bán thôi, bán từ đây thôi ha. Đó, đúng cái đành này ha. Ở dưới đây họ chưa rào, nhưng mà có cắm móc ha. Đó, có móc xuống dưới kia luôn, xuống đụng cái là lưới 30 kia ha. Đây. Ở dưới đây thì đất trống thì chủ họ chỉ trồng vài cây xoài thôi. Không có gì đáng kể ha. Nên là cái khoảng sân phía sau này á, anh chị có thể là mình thiết kế lại trồng rau, nuôi gà ha. À, cũng rộng đó anh chị. Ở dưới đây cũng phải tầm còn cỡ 400 mét vuông nữa đó. Đụng tới cái suối kia luôn, đụng tới cái hàng rào kia luôn. Và kể từ cái hàng rào ở dưới là đều nằm trong quy hoạch khu công nghiệp mở rộng nha anh chị. Khu công nghiệp Châu Đức. Sona Digi mở rộng. Đất của mình là giáp mí với lại khu công nghiệp luôn nha. Đó, nên là rất là giá trị. Là mình là ngay khu công nghiệp luôn. Anh chị mình nếu sau này không thích làm sân vườn á, mà muốn có thu nhập riêng đó, thì ở phía sau này nè anh chị, anh chị có thể là thiết kế một dãy phòng trọ ở đây ha. Đó,
tính ra là hơn 400 mét vuông là anh chị hoàn toàn có thể cất được khá khá nhà trọ đó. Đó, cất nhà trọ cho bên phía khu nhà cho thuê, tức là mình vừa ở nhà vườn mà vừa có thu nhập từ nhà trọ luôn. Đó, thì đó là cái gợi ý của mình thôi, còn không thích thì mình cứ làm chỗ này làm sân vườn thôi ha. Đó, là sân vườn thôi, tại vì mình thấy là nó ngay khu nghiệp á, nên là mình mua, mình vừa ở, mình mua cho thuê. Đó, còn riêng cái nhà to này nếu chị chưa muốn ở á, mình có thể cho bên phía chuyên gia bệnh khu nghiệp á, những chuyên gia nước ngoài á, họ thuê ở cũng được ha. Tại vì cái nhà mình á là tới 3 phòng ngủ lận, nhà rất là đẹp nha anh chị. Rồi bây giờ là mình sẽ lên quay cái nhà nha. Đó, toàn bộ phía sau mình nè là hơn 400 mét vuông là đất trống ha, trồng linh tinh thôi, không có gì đáng kể hết. Đó, vài cây rau quế, chủ yếu là họ bán là bán cái nhà á, tại vì cái nhà này nền móng này xây dựng này nọ là cũng phải ngót nghét, là phải theo mình đoán nha, chứ cũng chưa chủ nhà cũng chưa nói nữa, là khoảng tầm 2 tỷ ha. Bây giờ nhà xây bây giờ đã có rẻ đâu chị, đặc biệt là cái nhà này xây rất là kiên cố, mọi vật liệu đều rất là cao cấp ha. Đây, bây giờ mình sẽ đóng cửa lại, mình sẽ đi trực tiếp từ cửa chính quay vào nhà cho chị tham quan nha. Rồi bây giờ là mình sẽ quay trực diện từ bên ngoài vào ha. Đó, bên đây bên hông mình cũng có khoảng tầm vài tấc để hãy chỗ cửa sổ ra ha. Đó, chỗ cửa sổ ra, còn bên đây là phải tầm 2 thước. Đó, tiểu cảnh sân vườn nè, nhìn rất là dễ thương ha, quy một hàng chút luôn. Đó, đây, trực diện nhà mình. Cái nhà này theo mình thấy là bề ngang xây chứ cũng phải tầm hơn 7-8 mét đó chị, bề ngang rất là rộng luôn. Wow, bước vô rất là mát anh chị, mát rượi à. Đó, nhà này theo mình nghĩ là chắc là cũng mới xây dựng không tới 2 năm đâu. Đó, còn mới lắm, mọi thứ còn rất là mới. Chị thấy không, ốp gạch men là lên tới trần luôn nè. Đây, nội thất nè, sofa này nọ nè, uống tới 2 bộ sofa lận. Tivi nè, tivi này chắc cũng phải tầm 60 inch hả. Tivi, chung tivi tầm 60 inch. À, bộ ghế, bộ tủ buffet nè. Rồi đây là một cái dàn tủ tủ bếp. Ha, tủ ngăn á chị, ngăn giữa phòng khách và phòng bếp đây. Vừa vô phòng bếp luôn ha. Đó. Bếp là họ thiết kế ở ngay sát với là phòng khách luôn. Cho nên là vừa vô là đó, trực diện là bàn ghế ăn nè, tủ lạnh nè. Đó, đây. Nguyên không gian này là không gian giữa bếp giữa phòng khách luôn. Rất là rộng, rất là thoáng luôn ha. Đó, dĩ nhiên tất cả đều ốp gạch men. Xuống dưới đây thì hết ốp full nữa ha. Dưới đây thì ốp tầm 1 mét rưỡi thôi. Đó, thì trực diện bên đây mình sẽ có 3 phòng ngủ liên tiếp nhau ha. Đây, 1 phòng, 2 phòng. Đó, rồi phòng thứ 3. Đó, riêng 2 phòng này thì giống nhau ha, không có nhà vệ sinh riêng. Đó, tất cả đều có cửa sổ nè chị ha, mở ra là thoáng lắm anh chị. Đó, mình sẽ mở ra ha. Đó, đây khoảng tầm hơn nửa mét ha. Đó, khoảng tầm hơn nửa mét là đó, nên là phòng nào cũng thoáng hết. Và đặc biệt á là đó, hai phòng giống nhau ha. Đây, phòng này phòng master nè anh chị, tức là có nhà vệ sinh riêng ha. Đây, đấy, nội thất đầy đủ luôn ha. Mình sẽ nhắc lại là nếu anh chị lấy hết nội thất những gì mình quay ngày hôm nay thì sẽ cộng thêm 200 triệu nữa. Theo mình nghĩ là nếu anh chị mình chưa có nội thất thì mình mua luôn cũng được á, tại vì mình thấy nội thất cũng cao cấp lắm. Đó, đây nhà vệ sinh riêng nè. Đó, thì phòng này phòng master anh chị ha. Ngoài phòng mắt, ngoài nhà sinh riêng đó ra thì mình sẽ có một nhà sinh chung rất là rộng nè. Đó, tức là tổng cộng là mình có 2 nhà vệ sinh, tức là một nhà sinh bên trong phòng ngủ và một phòng sinh ở ngoài. Đó, đây thì sẽ chung. Đấy, đây thì chỗ rửa ráy nè. Rồi, nguyên cái khoảng phía sau. Đó, phía sau này thì mình sẽ là phòng giặt, phòng rửa chung mọi thứ ha. Đó, đây. Ồ, ra ngoài đây rất là mát anh chị, chị thấy không, khu nghiệp kìa. Đó, đặc biệt là view đồi đó ha. Đó, núi đó hình như là mình nhớ không nhầm, như là núi dãy núi bên phía núi Thùy Vải á.
Còn núi Vinh bên kia núi Thị Vải đó, vậy thấy không, đã không, có view đàng hoàng ha, đứng nhìn tiền đứng ngay cao gì đó, còn dưới thấp chấm mà dưới thấp cái 2 mét lận, vừa view núi vừa view cánh đồng ha, kìa có cánh đồng nữa, cánh đồng lúa nhỏ nhỏ xinh xinh kìa. Còn cái phần đất trống kia chính là nằm trong quy hoạch khu nghiệp toàn bộ ha, tức là sau này là anh chị sẽ có view khu nghiệp luôn đó, đó khu nghiệp kìa, thấy không, khu nghiệp là đồi nè đấy, đứng ở đây mát ha, ở đây mình sẽ đặt bộ bàn ghế ở đây, bộ bàn ghế đá ở đây buổi chiều chứ là không muốn cho riêng tư thì mình ăn nhậu họ hợp ở dưới sao, còn không thì mình lên trên phía ngoài đây, ngoài đây thì mình cũng có khoảng sân vườn cũng rất là rộng ha. Đấy, đây mình có một cửa sổ bên hông nữa nè, mình phải mở ra để đón gió chị ha. Nói chung là có rất là nhiều cửa sổ đó, mình mở hết ra là nhà mình sẽ rất là sáng, sáng và có mát nữa, gió tứ bề hết. Ở đây ha, tiếc là chủ hộ không biết kế thêm cửa sổ đây nữa ha, tại bên đây còn khoảng trống đó chị đó, thiết kế cửa sổ đó là sẽ tuyệt vời hơn đó, sofa nè, trẻ ha. 200 triệu phần nội thất thì mình thấy cũng đáng đó. Rồi, vậy là mình đã quay cơ bản từ trong ra ngoài rồi ha, bây giờ mình sẽ quay trên cao. Thật sự là một cái khu chị không nè, xung quanh nhà vườn, xung quanh dân cư nè, rất là đẹp luôn đó, nên anh chị nào mà thích vừa có chỗ mà nghỉ dưỡng, thật ra là cầm hơn 3 tỷ mà về đây thì mình thấy cũng khá xứng đáng ha đó, không gian ở đúng nghĩa luôn, rộng đẹp, tiện ích bao la, không khác gì, nói chung ở đây không khác gì ở thành phố chị nha đó, mà lại ngay khu nghiệp nữa, mà cái giá mà hơn 3 tỷ mình có không gian như này quá tuyệt vời rồi. Chứ nhiều khi ở thành phố mình cầm hơn 3 tỷ thì chỉ mua được nhà hẻm nhỏ thôi ha, 30 mét vuông mà hẻm nhỏ nữa đó. Ở thành phố mà mình muốn mua nhà mà nó mà đường xe hơi mà nó rộng rộng xíu thì nó cũng phải tầm 7-8 tỷ đổ lên ha, gấp đôi này đó. Dĩ nhiên là ở thành phố thì cái vị trí của nó thì không thể so sánh được rồi, nhưng mà theo mình quan sát ở đây thì không khác gì thành phố ha, cũng ngay chợ, ngay dân cư, mà đặc biệt là ngay khu nghiệp nữa, mình vừa ở mình chưa thuê được nữa, thì giá này là hơn 3 tỷ thì nó xứng đáng ha. Đó, tại vì riêng tiền xây dựng thôi nó cũng đã cây kiển là nội thất này nọ cũng đã hơn 2 tỷ rồi, nên là mình thấy là nhà này xứng đáng với cái giá mà hơn 3 tỷ ha. Đó. Đất ở đây không, sợ là chỉ biết đất ở đây nó không hề rẻ nha chị, đất ở khu vực suối Nghệ Nghĩa Thành là dạng là người ta bán đất nền không à, chứ ít ai bán xào lắm. Cái này là cái xào đất rồi à, rồi vậy ha, bây giờ mình xem lại cam đi, xem trên cam mình sẽ hình dung được cái vị trí đất mình, rồi lát nữa mình sẽ mời chị xem thông tin pháp lý vị trí sau nha. Rồi bây giờ là mình vẽ sơ sơ để hình dung đất mình nè, nói chung là nó vuông vắng đẹp ha, có nền hậu nhẹ đó, nguyên khoảng sân trước làm tiểu cảnh, còn nguyên khoảng sân sau, đất sau là anh chị hãy trồng cây làm sân vườn đó, rất là đẹp đúng không. Đây khu dân cư nè, đây đi thẳng đó, đi thẳng mạnh luôn sẽ ra ngay chợ, trường học, nhà thờ, thậm chí là có chùa bên phía Phật giáo và bên cầu đài luôn ha. Đây nói chung là đủ loại hết chị, không thiếu món gì đó. Khu trung tâm ăn chơi gọi là đông đúc, bậc nhất bậc nhì, chung nhất nhì ở huyện Châu Đức đó anh chị, tại vì ở đây thì nó có khu nghiệp đó. Xa xa kia mình chính là núi Nghé ha, núi Nghé này thì nằm trong quy hoạch là quy một khu sân góp phức hợp của khu công nghiệp Sonergy này cha đó, khu này sống tương lai hoành tráng lắm. Đây cái đường bê tông mình đi thẳng mạch luôn là vô giáp với khu nghiệp đây ha, phía sau mình cũng có khu nghiệp luôn đó, chị thấy nè, phía sau đang làm đường nhựa đây chị ha, đang mở thêm đường nè, tức là quỹ đất phía trống phía sau này là khu nghiệp chị ha, đó khu nghiệp mở rộng đó. À, xa xa kia mình thì có một cái nghĩa trang nhỏ ha, nhưng mà xa lắm. đây là cái nhà mình đó, cái vị trí nhà mình thật sự không phải chê được anh chị đó, nó vừa mang hơi hướng nhà vườn mà nó vừa ngay trung tâm mà nó lại giáp khu nghiệp nữa, anh chị coi ha, nó gần như đầy đủ yếu tố luôn ha, yên tĩnh mát mẻ mà lại ha không thiếu lo tiện ích. Anh chị mà sợ buồn ha, về vườn mà sợ buồn thì mua này là hợp lý luôn đó, đầy đủ hết option rồi ha, nhà thì phải nói là ngon lành luôn. Đó, có lựa chọn là mua tặng hết nội thất hoặc là lấy sắt nhà thôi đó, nên là chị mình có nhiều lựa chọn ha. Đấy, từ giữa bay lên nè, nhà cửa xung quanh ha,
Đây còn chưa phải là sát bên trung tâm ha, đây còn hơi đề đề nên là giá nó còn mềm ha, chứ chỗ trung tâm là chị chỉ mua được đất nền thôi. À, đất nền ngang năm dài 30 hay 20 thôi. Còn đây thì mình còn rộng ha, rộng. Rồi bây giờ là mình sẽ mời chị xem sổ ha. Sổ này sổ cũ ngày xưa luôn chị ha, sổ đỏ nè. Chưa là sổ mới ha. Thì đây thông tin là địa chỉ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích thì cái này trên sổ cũ thì là 6943, nhưng mà đo đạc mới thì nó sẽ giảm đi một chút chị ha. Nó sẽ chính xác là còn là 917 thôi. Đó, nó giảm khoảng tầm hơn 20 mét vuông đó. Đây, đất có 50 thổ cư ha, còn lại đất trồng cây. Phủ hồng nguyên con. Đây, đây là nhà đất mình ha. Đó. Bây giờ mình mời chị xem cái phần quy hoạch ha. À, đây. Đây khu đất mình nè anh chị. Đó. Phủ hồng toàn bộ ha. Đường thì nói chung là cũng gần như là dính một ít lộ giới nhỏ thôi. Đây, ngay phía sau mình chính là giáp quỹ đất khu nghiệp mở rộng của bên phía Sonergy nè anh chị. À, khu nghiệp rất là lớn ha. Nó chạy dài ra tới quốc lộ 56 luôn nè. À, giáp với là thành phố Bà Rịa luôn nè. Đó chị ha. Cái phần đất màu ODT màu hồng đậm này là bên phía Bà Rịa ha, còn mình là bên phía màu hồng lợt. Đó, đây. Khu nghiệp nè, rất là lớn luôn chị. Còn đây là khu sân góp nè, hả? Khu sân. Nói chung là cái khu nghiệp này nó có thế mạnh là nó vừa có khu đô thị nè, vừa có khu dịch vụ du lịch sân góp nè chị. Đó, nên là khu này phải nói rất là hoành tráng ha. Hả? Sân góp này chưa xong đâu ha, nó mới nó lấy núi Lè ha, núi Lè núi Nghé chứ lộn, núi Nghé gần đó để mà làm, nhưng mà chưa xong ha. Nói chung là khu này trong tầm 5-10 năm nữa sẽ còn phát triển rất là mạnh nha anh chị. Đều tất cả nằm trên quy hoạch hết rồi. Đó, nó vừa giáp Hồ Đá Đen nè, vừa lấy nguyên núi Nghé nè, giáp Hồ Bà Rịa luôn ha. Nên là khu nghiệp này rất là lớn. Và một mặt thì nó giáp bên phía Phú Mỹ nữa. Đó. Trên cung đường mà đi ra cảng cái mép đó anh chị, nên là khu nghiệp này được định hướng là phát triển nhất nhì ở huyện Châu Đức và là khu nghiệp trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, nên là cái đất cái nhà mình thì ngay giá khu nghiệp này luôn ha. Đó, phù hợp để anh chị mình vừa mua ở mà có thể là kinh doanh bên mảng nhà trọ hay là khách sạn ha. Và cuối cùng thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí đất mình cho bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung. Thì đất mình thì nằm trong khu trung tâm của Nghĩa Thành và Suối Nghệ ha, liền kề với là khu nghiệp Châu Đức Sonadeji nè. Đó, thì vị trí này thì quá gọi là dễ hình dung rồi ha. Anh chị mình nếu mà dùng bản đồ Google Maps mình cứ gọi đại là chợ Suối Nghệ đi ha, hoặc là chợ Nghĩa Thành. Đó, thì đây thì mình sẽ hỗ trợ dẫn chị xem đất ha. Thì đây mình gần ngay chục đường số 1, mình sẽ ca thấy rõ rồi đó. Thì ngay số 1 này á, một hướng đi thẳng ra phía biển Hồ Tràm, Hồ Cốc ha. Đây là cái tuyến đường đi biển quen thuộc hiện tại nè. Còn ngược lại là sẽ đi thẳng ra ngoài quốc lộ 51 ha. Thì trước đó nó sẽ có nút giao cao tốc với lại Biên Hòa Vũng Tàu. Đó, thì thuận tiện đi về Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi các tỉnh miền Tây. Đó, đi Đà Lạt đi ông tiện trơn á, tại vì hiện tại là cái mạng lưới cao tốc là đang phát triển rất là mạnh ha, nên là mình sẽ đi khắp mọi nơi. Đó. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì cứ alo mình để được hỗ trợ hướng dẫn chi tiết hơn về đường xá cũng như là hỗ trợ dẫn vào xem nhà, gặp chủ và đàm phán thêm về giá nha. Cảm ơn chị mình đã xem hết video này. Chào mọi người.